Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là trưa ngày thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017. Chúng tôi đang có mặt tại Hội Đền Hùng Hải Ngoại, thành phố Washington, Nam California, nhân dịp đại lễ kỷ niệm Dỗ Tổ Hùng Vương 4896 Việt lịch. Và đứng kế bên cạnh chúng tôi là luật sư Nguyễn Trinh Xuân Nghĩa, nguyên chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia miền Nam Cali, đương kim chủ tịch Hội Đền Hùng Hải Ngoại. Xin chào luật sư. Luật sư có thể chia sẻ với quý khán giả về ngày đại lễ Dỗ Tổ hôm nay. Vâng ạ, cảm ơn anh Phan Đại Nam cũng như tất cả các ban giám đốc và anh em chuyên viên trong đài SCT cũng như SCTN luôn luôn hỗ trợ cho những công tác sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là có mặt ngày hôm nay trong cái ngày lễ trang trọng này. Trong khi cái tình hình đất nước của chúng ta đang phải đối phó với cái hiểm họa ngoại xâm của Trung Cộng như vậy, thì đây là một cái dịp có thể nói là luôn luôn là một cái hân hạnh cho Hội Đền Hùng Hải Ngoại được tổ chức đại lễ Quốc Tổ Hùng Vương hàng năm, và đặc biệt là khởi đầu trong cái chuỗi sinh hoạt 30 tháng 4 của chúng ta. Thì năm nay 4896 kỷ niệm ngày Quốc Tổ Quốc Mẫu đã dựng nước, và bao nhiêu vị anh hùng liệt nữ dân tộc đã đổ không biết bao nhiêu xương máu để giữ nước, thì chúng tôi rất là làm hân hạnh thấy được cái sự hiện diện của các vị đại diện cho dân cử, đặc biệt là với thị trưởng tại Đức Trí, thị trưởng thành phố Windsor, cũng như rất là nhiều các vị đại diện cho các hội đoàn thể, đặc biệt là quân đội cũng như là các đoàn thể và các cơ quan truyền thông để tham dự cái đại lễ năm nay. Thì chúng ta nhớ ơn Quốc Tổ, đó là cái dịp mà chúng ta phải coi như luôn luôn nhắc nhở nhau để làm sao chúng ta tạo được cái tinh thần đoàn kết ngay tại cộng đồng chúng ta tại Nam Cali, nơi có thể gọi là tinh thần, nơi là thủ đô của tinh thần người Việt tị nạn cộng sản, để mà chúng ta tạo cái sinh khí ra khắp mọi nơi. Nhưng có như vậy thì chúng ta mới hỗ trợ cho những công cuộc đấu tranh ở trong nước, để mà chúng ta không có hổ thẹn là con cháu của vua Hùng. Thưa anh Trần Đại Nam, chúng tôi biết là ông và Hội Đền Hùng Hải Ngoại hoạt động đã lâu rồi, và một cái động lực như thế nào mà khiến Hội Đền Hùng Hải Ngoại vẫn còn phát triển và sinh hoạt đều đặn cho tới ngày hôm nay thưa ông? Vâng, đó là cái tinh thần mà chúng tôi nghĩ rằng là khi mà nhớ ơn Quốc Tổ thì chúng ta nhớ ơn đến những công lao của các vị, và trong đó là những công lao mà đã dựng nên một cái nền văn hóa nhân bản. Mà nói đến vấn đề văn hóa nhân bản là chúng ta biết những cái nhân lễ nghĩa chí tín, biết cái sự mà uống nước nhớ nguồn, biết kính trên nhường dưới. Thành ra cái không khí đó, cái tinh thần đó là cái tinh thần mà khiến cho rất là nhiều các quý vị trưởng thượng, quý vị đại diện các hội đồng, các lãnh đạo tinh thần của tôn giáo cũng như các hội đoàn rất là yêu mến, và lúc nào đến sinh hoạt với Đền Hùng đều là những không khí mà chúng ta cần thấy là không khí vui tươi, thương yêu nhau, vì có như vậy chúng ta mới hỗ trợ cho những cái sinh hoạt cho cộng đồng. Và lời chia sẻ của ông Tạ Đức Trí, thị trưởng thành phố Westminster, thì cái lễ Dỗ Tổ Hùng Vương là cũng là một cái cơ hội, một cái sinh hoạt rất là tốt, rất là lành mạnh để cho thế hệ của chúng tôi tiếp tục học hỏi và gìn giữ những cái truyền thống mà thế hệ thứ nhất đã hy sinh quá nhiều để cho những cái thế hệ của chúng tôi, thế hệ sau này gìn giữ được cái bản sắc dân tộc và trân quý được những cái văn hóa của Việt Nam. Chúng ta đều biết được tiếng Việt còn thì người Việt còn, và đặc biệt người Việt còn thì chúng ta gìn giữ văn hóa Việt. Thưa ông, với việc dựng nước và giữ nước của cha ông chúng ta đã trải qua 4896 năm. Bây giờ chúng ta nhìn về quê hương đất nước thì chúng ta thấy gần như là đất nước của chúng ta bị lệ thuộc vào Tàu Cộng rất nhiều, là một kẻ thù truyền kiếp của người Việt Nam. Thưa ông là một thế hệ trẻ, ông nghĩ gì về cái những chuyện như vậy thưa ông? Chúng ta đã thấy được thì Trung Cộng đang có thực hiện cái mộng bành trướng của mình. Chúng ta thấy là Trung Cộng đã bành trướng về mặt kinh tế, về mặt văn hóa, và đang có thực hiện những cái việc mà tiếp tục xây dựng những cái căn cứ quân sự của họ trên các đảo nhân tạo tại vùng Biển Đông và chiếm Trường Sa và Hoàng Sa của chúng ta. Thì cái việc mà chúng ta cần phải làm tại hải ngoại là chúng ta tiếp tục ủng hộ tất cả những cái phong trào tranh đấu trong nước. Chúng ta thấy được liên tục gần một tháng qua đã có những cái cuộc biểu tình ở trong nước, và đặc biệt là cha Nguyễn Văn Lý cũng đã kêu gọi rất là nhiều. Thì chúng ta thấy là trong nước, đồng bào trong nước họ cũng đã và đang có những cái việc biểu tình để lên tiếng, để mà bày tỏ những cái thái độ chính trị. Riêng tại hải ngoại, cái điều chúng ta có thể làm được là chúng ta tiếp tục cho đồng bào trong nước thấy rằng hải ngoại đồng hành với đồng bào trong nước. Đó là những cái việc chúng ta
có thể làm được để cho đồng bào trong nước họ vững niềm tin là họ không có cô đơn, họ tranh đấu trong nước, họ không ngại cái sự hy sinh của họ, họ không ngại họ có thể bị trù dập, họ không có quản ngại rằng có thể ảnh hưởng tới tính mạng của mình, để họ đứng lên, họ giống lên tiếng nói. Và chúng ta thấy đó, khi mà đồng bào trong nước họ xuống đường, cái đó là cái niềm hy vọng của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cái điều này có nghĩa rằng đồng bào trong nước họ hiểu được cuối cùng chỉ có người Việt Nam mới đứng lên để giành lại cái quyền tự do dân chủ cho người Việt Nam. Và cảm nghĩ của bà Hồng Lan và cô Khánh Linh khi tham dự đại lễ giỗ tổ. Cái niềm vui sướng nhất của chúng tôi đó là hàng năm cứ đến ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương là chúng tôi được làm cái bổn phận của con cháu vua Hùng. Chúng em là đại diện cho cái lớp sau của chị Hồng Lan, nhưng mà chúng em rất là quý trọng cái giỗ tổ Hùng Vương, là vì chúng em muốn cho các cháu sau này vẫn giữ cái nền văn hóa của Việt Nam mình. Thưa cô, trong ban cố vấn thì cô giúp đỡ gì cho Hội Đền Hùng Hải Ngoại thưa? Dạ thưa, Đền Hùng Hải Ngoại đã thành lập từ năm 2005, thì luôn luôn chúng tôi ở bên cạnh các ban giám sát rồi quản trị. Khi nào mà hội có công việc gì thì luôn luôn chúng tôi làm tất cả những cái việc gì mà hội đề cử. Buổi lễ được bắt đầu với phần cung nghinh rước đất nước thiêng vào trong đền thờ tổ. Và sau nghi thức chào cờ khai mạc là phần ngỏ lời của luật sư Nguyễn Sinh Nghĩa, Hội trưởng Hội Đền Hùng Hải Ngoại. Chủ đề là nhớ ơn quốc tổ. Bởi vì chúng ta muốn nói với lại cái chế độ cộng sản ở Việt Nam á, là nếu mà nói theo kiểu mà các tổ bảo là một lũ mất dạy, không biết giữ đất nước, mà là còn cúi đầu cong lưng rước cái ngoại thù vào đất nước Việt Nam. Và vì lẽ đó chúng ta thấy rằng chắc chắn trong năm nay ngày giỗ tổ tại Việt Nam, người dân sẽ đi chảy hội thật là đông đảo, và những cái nét hay đẹp mà chúng ta hãnh diện là truyền thừa của các tổ như văn hóa nhân bản Việt Nam. Trong đó, người phụ nữ được rất là trang trọng, bởi vì không có các bà mẹ thì làm sao có những người con, người cháu sau này, phải không ạ? Vậy nếu không có những bà mẹ, những người vợ mà hỗ trợ cho những chúng tôi, thì thị trưởng tại Đức Chí chúng tôi và ngay cả những ông bác ông chú của chúng tôi đây cũng không có thời giờ để mà tham dự sinh hoạt những cộng đồng cả. Thành ra đó là cái điều mà chúng ta nhớ ơn quốc tổ, chúng ta bảo vệ những cái di sản văn hóa đó. Chúng ta thấy rằng nếu mà nói từ thời dựng nước, chúng tôi thích cái chữ đại lễ hơn là chữ dỗ, bởi vì 4896 năm về trước, nếu chúng ta cộng con số là 2879 trước Tây Lịch, thì là lúc là vua Hùng dựng nước tại Văn Lang. Và vì đó chúng ta nhớ rằng là còn trước đó nữa, các thời mà tổ hay là của vua Hùng, thì chúng ta còn sống ngay cái địa bàn của Dương Từ và cứ phải lùi vừa phải chống trả giặc ngoại Bắc từ phương Bắc, mà còn phải giữ được cái truyền thống của dân tộc. 4896 năm đó vua Hùng đã dựng nước, và biết bao nhiêu anh linh của các vị thánh võ văn thần mà chúng ta thấy ở đây đã đổ không biết bao nhiêu xương máu để dựng nước và giữ nước cho con cháu chúng ta một dải sơn hà gấm vóc từ ải năm qua đến mũi Cà Mau. Và đặc biệt là một nền văn hóa nhân bản mà chúng ta càng sống ở xứ người, chúng ta càng thấy nó có những cái giá trị rất là đặc biệt. Và nếu chúng ta trân trọng, lưu giữ và chia sẻ, thì chắc chắn những cái giá trị văn hóa nhân bản đó sẽ giữ được cái truyền thống, giữ được sức mạnh của gia đình, của cộng đồng chúng ta, và đặc biệt là của đất nước chúng ta. Là bởi vì chế độ cộng sản mặc dù mang cái ông tội ác của Hồ Chí Minh là mang cái chủ nghĩa đó vào Việt Nam từ năm 1930, và từ đó đã phá hoại rất là nhiều cho cái nền văn hóa của cha ông chúng ta, và đó là cái tội ác lớn nhất của chế độ cộng sản. Đất nước đã bao nhiêu lần nằm dưới họa ngoại xâm cả trăm năm, nhưng chính cái văn hóa đó đã giúp cho cha ông chúng ta một ngày với sự chẳng hạn như khởi nghĩa của Hai Bà Trưng giật sập 65 thành, thì chúng ta tin tưởng rằng một ngày thật gần cả triệu người sẽ xuống đường từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, và họ có thể làm được việc đó hay không khi chúng ta hỗ trợ được họ. Chúng ta hỗ trợ được họ hay không nếu chúng ta có đoàn kết. Nói thì dễ, một cái điều mà Hội Đền Hùng luôn luôn tâm niệm và cố gắng hết sức, và tiện đây có các vị dân cử người Mỹ gốc Việt, có tất cả các cô chú trong các hội đoàn đoàn thể, có các cơ quan truyền thông, Hội Đền Hùng rất mong mỏi rằng là cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali và cộng đồng Việt Nam Nam California
nên sắp xếp những sinh hoạt chung với nhau và ngồi lại để thành lập một tổ chức duy nhất mà thôi. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 4896 Việt lịch. Và sau phát biểu của ông Hội trưởng Đền Hùng là phần tế lễ cổ truyền với phần đọc văn tế. Xem lấy chữ ngũ linh gia thanh, xét coi nguồn Hùng Vương quốc tổ. Mười tám đời chân đất thành dân, năm ngàn năm an cư vương thơ, ngăn ngừa gió mưa phương Bắc, cường khâu đập tan dựng xây thanh quách miền Nam, hùng binh chiếu mở xa thác an vui, cho sức dân dân yên trung lòng, sơn hà thì chỉ bởi linh thành gia uy tương hồ, đây đất nước hoàn cảnh khổ đau, dân tình phẫn nộ, báo quyền Việt Cộng nhất mực thi hành. Qua đây trí thức thanh niên mong dư ghê, cứ ngang nhiên đàn áp buôn bán nữ nhi, trẻ con cốt làm giàu, còn thằng Tây khủng bố. Nay chúng con kính xin quốc tổ lấy uy linh mở lối cho con cháu tháng tiến đến cảnh sống thanh bình, dùng nghĩa khí dẫn đường để hậu thế vươn lên tới cuộc đời ổn cố. Kế đến, ông Phan Kỳ Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Ban đấu tranh chống Cộng sản và Tay Sai, và ông Nguyễn Văn Ức, đại diện cho tập thể chiến sĩ, đã có đôi lời với đồng hương. Chúng tôi thay mặt anh em ở đây kính chúc quý vị một buổi lễ mang đầy ý nghĩa của lịch sử, và một buổi lễ nói lên chúng ta lúc nào cũng nhớ đến cội nguồn, mà nói tới cội nguồn chúng ta nhớ tới dân tộc, mà nói tới dân tộc thì phải biết hiện tình đất nước như thế nào. Là chúng ta phải có trách nhiệm. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin thay mặt Hội đồng điều hành Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Và chúng tôi là những chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đã tiếp tục công cuộc tranh đấu để giữ vững sự toàn vẹn lãnh thổ cho quê hương Việt Nam, và dân tộc Việt Nam luôn luôn có tự do dân chủ. Và ngày hôm nay tại nơi đây chúng tôi cũng xin hứa rằng chúng tôi sẽ luôn luôn sát cánh cùng đồng bào Việt Nam trong tất cả công việc đấu tranh giành lại sự độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Trân trọng cảm ơn quý vị. Và ông Nguyễn Văn Long, đại diện cộng đồng người Việt quốc gia miền Nam Pali đã phát biểu. Như quý vị biết, con người chúng ta thì phải có tổ và có tông. Nhìn lại lịch sử Việt Nam, tổ tiên của chúng ta rất là kiên cường, rất là anh hùng, đã xây dựng để bảo vệ cái dãy Giang Sơn gấm dốc cho con cháu đến ngày hôm nay. Nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo vệ và gìn giữ những từng tấc đất của cha ông đã để lại, đến tham dự cái buổi đại lễ giỗ tổ để cho chúng ta nhớ lại cái cội nguồn rất là oai hùng của dân tộc, và để làm cho tinh thần của chúng ta được coi như năng động hơn trong cái công cuộc đấu tranh mới giành lại tự do dân chủ cho Việt Nam. Tiếp theo là phát biểu và cho bằng tự lục của dược sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện thượng nghị sĩ Gia Lai Nguyễn. Thưa quý vị, hàng năm Hội Đền Hùng Hải Ngoại đã cử hành một cái đại lễ long trọng như thế này đã bao nhiêu năm rồi, và tôi được hân hạnh được tham dự cũng có thể từ những ngày đầu. Cho nên dù
đi đâu hay làm gì, đến ngày hôm nay chúng tôi cũng phải có sự hiện diện ở đây để cùng quý vị cử hành đại lễ trọng thể này. Nhân dịp này, Thượng nghị sĩ Trần Anh Nguyễn cũng xin gửi lời thăm hỏi chúc mừng quý vị và cũng như cầu xin hồn thiêng sông núi và tổ tiên chúng ta phù hộ cho tất cả cộng đồng được bình an mạnh khỏe và cùng nhau đoàn kết để tiến mạnh, để một ngày mai chúng ta có một đền Hùng, mà đền Hùng không những hải ngoại mà quốc nội nữa, toàn thể con dân chúng ta được hưởng một sự tự do no ấm, không có chế độ cộng sản. Đó là điều mong ước của toàn thể chúng ta. Sau đó là phần phát biểu của cô Thu Hà, nghị viên thành phố Garden Grove. Thu Hà cũng rất là cảm ơn ban tổ chức của Hội Đền Hùng, cũng như hàng năm đã tổ chức một cái lễ giỗ tổ Hùng Vương rất là có ý nghĩa, duy trì cái nền văn hóa của chúng ta. Cũng giống như là anh thị trưởng Tạ Đức Trí có nói là người ở đâu, người Việt còn, tiếng Việt còn. Và văn hóa và niềm tự hào là người Việt Nam sẽ vẫn còn. Và chúng ta, một điều quan trọng là chúng ta duy trì cho tất cả các anh em thế hệ sau một cái niềm tự hào chúng tôi là người Việt Nam. Chúng tôi có trách nhiệm là tiếng nói cho những người trong nước đang bị cộng sản đè nén tiếng nói của họ, họ không được nói. Thì chúng ta, những người Việt ở bên ngoài, là ngọn đuốc của họ, là tiếng nói của họ, để chúng ta, họ để họ có một tương lai sáng hơn, họ có một cơ hội để được hưởng bầu trời tự do. Cảm ơn quý vị. Kế đến là phát biểu của ông Bùi Thế Phát, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali, kiêm Phó Thị trưởng thành phố Garden Grove. Người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, cũng như trong cái hoàn cảnh của đất nước hiện tại, cũng như là từ 4.000 năm qua, chúng ta giữ được vẹn toàn lãnh thổ, giữ được dòng giống của dân tộc là vì chúng ta biết đến công ơn của Tổ Hùng Vương là người đã dựng nước. Chính cái tinh thần này là cái tinh thần mà Trần Hưng Đạo và nhà Trần đã ba lần đánh thắng quân Nguyên, cũng như là chúng ta có không biết bao nhiêu các vị anh hùng từ Hai Bà Trưng là người đầu tiên đã đứng lên khởi nghĩa chống quân xâm lăng quân Tàu, qua bao nhiêu triều đại, đến Lý Thường Kiệt, đến Lê Lợi, đến vua Quan Trung, và ngày hôm nay chúng ta là con cháu của Tổ Hùng Vương, dù lưu lạc ở bất cứ nơi nào cũng luôn luôn nhớ đến tổ chúng ta. Và chính nhờ cái sự sát son nghĩ đến quốc tổ mà chúng ta sẽ đoàn kết được để sớm giúp cho người dân ở trong nước, giúp cho đồng bào của chúng ta giành lại được chủ quyền tự quyết cho dân tộc của mình, và giải thể tà quyền cộng sản, cũng như là thực sự mang cơm no, áo ấm, tự do và nhân quyền đến cho tất cả mọi người dân. Chúng tôi trong vai trò Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali, ngày hôm nay trong cái buổi lễ long trọng dỗ Quốc Tổ Hùng Vương, kêu gọi đồng hương khắp nơi trên thế giới, chúng ta phải nhớ đến tổ của chúng ta. Khi nhớ đến tổ thì chúng ta sẽ giữ được dân tộc và truyền thống. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo là phát biểu của ông Nguyễn Mạnh Trí, Giám đốc Sở Vệ sinh Midway City. Chúng tôi đã có dịp sinh hoạt với cộng đồng nhiều năm, và năm nay cũng không khác gì như những năm trước. Năm trước chúng tôi nhớ rằng là còn tổ chức rất là lớn ở phía bên ngoài, và năm nay cũng như thế, thì chúng tôi xin rất là hạnh được đến đây cùng tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Một lần nữa xin cầu chúc cho Hội Đền Hùng luôn luôn tiến mạnh, và chúng ta luôn luôn có những cái buổi lễ này không chỉ là cho những các cụ già, nhưng mà cho những người trẻ chúng tôi có cơ hội để cùng tham dự, để cùng học hỏi. Kính thưa quý khán thính giả, đại lễ giỗ tổ Hùng Vương 4.896 Việt lịch, sau đó còn có phần phát biểu của các vị dân cử, phần dâng hương trước bàn thờ của các hội đoàn, phần tụ lộc tổ và phần văn nghệ với nhiều tiết mục do các thân hiệu phụ trách. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.